Ngay ở Quan Hoa, tao bảo thằng em dù làm gì cũng không được kéo khẩu trang ra. Nhìn đèn giao thông là tao cứ muốn được tan ca. Bảo tao mang loa em hết khói cả mùi này lan ra. Cả thằng mùi này lan ra. Chúng nó bảo tao điên rồi. Tao biết chúng nó không hề thích thú về cách tao lên đồ. Khi tao mặc BAPE cùng với Palm Angel. Khi tao khoác CDG rồi lau mồ hôi bằng flannel. Ok mày chê hồ. Ngồi với Lucy mà tao cứ tưởng đang ngồi với Metro. Mấy chị em thấy anh mỏ lạnh chú ra cứ như là Seiko. Cứ đang đang chăng chăng nó mua lần nữa làm ta lại tê một. Em bảo anh trông dê chắc chắn rồi anh là con dê sổ. Anh muốn đưa xa và thân mật. Bà em cởi đôi Jimmy Choo ngay ra vì anh muốn nhìn chân thật. Đàn hôn bộ phim Dior anh ngay lên cái vườn lân cận. Em bảo em muốn có bạn gái anh đồng ý ngay hẹn luôn trong tuần. Em sức làm anh căng quần. Môi con đèn đôi mô xì. Pushing on mô thi. Được mũ từ Tokyo. Check cái gót dê trên Nike. Em tôi đang bếp boy camo. Tao dắt đi theo bà cô. Chúng nó tưởng là chúng nó tô. Chúng nó không biết như nào là bro. Thời trang đẹp dai. Đang đẹp hai. Gửi tin nhắn nhưng mà anh lại chưa có thời gian reply. Lê phố, cà phê, cảm thấy hả hê. Giao về hồng là một chiếc tư lập phê. Mà đã chung mày biết đến gì mà chê. Thời trang đẹp dai. Đang đẹp hai. Gửi tin nhắn nhưng mà anh lại chưa có thời gian reply. Lê phố, cà phê, cảm thấy hả hê. Giao về hồng là một chiếc tư lập phê. Mấy thằng chung mày thì biết đến gì mà chê. Bê như tên nhảy từ không lên 100 chúng mới tưởng là dễ. Người Việt nhạc mẽ. Lên đây mà đu đi. Để tôi kể nốt tên brand cho thằng em Salada Versace. Ô tao phải đi gì. Có thể thấy tao ấy tạ khi dưới chân của tao là Yeezy. Là một khói ở trong phòng tù. Sau rồi tao ngủ ly bì. Do not think curve Lenny mà lonely stoning. Tao không cần stylish. Mua cho baby girl một nước hoa là Hermes Paris. Em bảo anh thích nước hoa gì. Em bảo anh thích mùi xa tỉ. Anh hơi bỏ hết tối hết thuốc mà cho anh xin hai vị. Mà nếu tình trạng không khả quan hơn thì có lẽ là để mai nhỉ. Sống độc lập và sinh hoạt theo một chu kỳ. Có thể miết con flow này ra nghe cho thú vị. Cũng có thể bao con flow thả vào đầu em như một khẩu Uzi. Đi cùng anh một hôm mà về đã nhớ đấy gọi là dư vị. Môi cong đèn đôi mô xì. Pushing on your pee. Được mũ từ Tokyo. Check cái gót dê trên Nike. Em tôi đang biết boy camo. Tao dắt đi theo bà cô. Chúng nó tưởng là chúng nó tô. Không biết như nào là pro. Thời trang đẹp dài. Đang kẹp hai. Vì tình nhà nhưng mà anh lại chưa có thời gian red light. Lên phố cà phê. Cảm thấy hả hê. Chắc tôi lớp về. Mấy thứ chúng mày thì biết đếch gì mà chê. Thời trang đẹp dài. Đang kẹp hai. Gửi tin nhắn nhưng mà anh lại chưa có thời gian reply. Lên phố cà phê. Cảm thấy hả hê. Giao về học là một chiếc tôi lớp về. Mấy thứ chúng mày biết đếch gì mà chê. Chê hồ.